khoảng 1.900 năm trước, tại một hòn đảo xa xôi xuất hiện một cái hố khổng lồ, đường kính của nó vào khoảng 1 cây số, còn độ sâu như nào thì cũng chưa rõ. Người ta gọi nó là Abyss. Sự bí ẩn của Abyss đã kích thích sự tò mò của nhân loại. Nhiều kẻ sẵn sàng đi xuống để tìm hiểu những bí ẩn xoay quanh nó. Họ được gọi là những mạo hiểm giả. Trải qua bao lớp người chinh phục, loài người đã khám phá được phần nào Abyss. Họ chia hố sâu này thành 6 tầng, mỗi tầng đều tồn tại những sinh vật và di vật với độ nguy hiểm khác nhau. Nhưng điều đáng sợ nhất ở Abyss chính là áp lực thể chất trên đường về, aka lời nguyền Abyss. Độ mạnh yếu của nó phụ thuộc vào độ sâu của tầng, từ buồn nôn chóng mặt cho đến tổn hại cơ thể, thậm chí là mất mạng. Dựa vào số vị trí tầng và năng lực mà người ta chia mạo hiểm giả thành các cấp bậc, xuống được tầng 1 thì là còi đỏ, tầng 2 là còi xanh, tầng 3 đến 4 thì là còi tím, tầng 5 là còi đen, và đỉnh cao, hay đúng hơn là đáy sâu, là còi trắng. Những kẻ được trang bị những di vật đặc cấp có thể đi chinh phục tới tận tầng 6. Những mạo hiểm giả đã cùng nhau xây dựng một thành phố ở ngay rìa miệng hố. Đó cũng là nơi Rico, nữ chính, sinh sống. Hiện cô bé đang là một còi đỏ tại một cô nhi lấy việc thu gom di vật làm tài chính trong một lần đi lụm di vật. Vì cứu bạn khỏi mõm của một con quái vật, Rico đã bị nó dí đến sát bờ vực. Tưởng như đời cô bé bế mạc tại đây, thì bỗng một tia năng lượng vụt qua, đánh văng con quái ra ngoài. Lần theo dấu vết cháy trên cây, cô bé tìm thấy một con robot đang bất tỉnh, trong khi bàn tay còn vương mùi khói. Bằng sự giúp đỡ của tổ đội cây khế, cô bé đã thông chốt viện trưởng để tuồn nó vào cô nhi viện để làm con robot tỉnh lại. Cả đám gom sạch điện để dí cho cu cậu. Hiệu quả thì có, nhưng mà hậu quả là mất điện toàn khu. Vì bản lý lịch chi chít những lần nghịch ngu, Rico được anh thầy Jiru đến hỏi thăm. May mà khứa robot hiểu ý mà ẩn mình, chứ mà bị phát hiện thì Rico toang chặt. Cơ mà cô vẫn bị Jiru đưa lên phòng giáo cụ. Nhân lúc anh thầy truy tìm đám bạn, Rico đã trốn ở lại phòng. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, Jiru đã đuổi đến sát cửa. Ngỡ như là đã hết cứu thì bất ngờ robot kích hoạt cơ chế thừng tay, đưa Rico thoát ra theo đường cửa sổ, cứu cô bé khỏi một bàn thua trông thấy. Sau đó Rico đã đặt cho cậu robot cái tên là Rex, cái tên lấy cảm hứng từ chú chó mà cô từng nuôi. Dù đã tra mòn cả mắt nhưng cả bọn vẫn chưa tìm được manh mối gì liên quan đến Rex cả. Ngay cả cu cậu cũng chẳng nhớ gì về chính bản thân mình. Rico cho rằng Rex tổng hòa của các di vật đến từ phần đáy của Abyss cũng nên. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nếu danh tính của Rex bị truy ra, chắc chắn cu cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu để ngăn chặn điều đó. Đồng thời hợp thức hóa sự xuất hiện của Rex, cả bọn đã vẽ ra một kịch bản. Khi đó Rex sẽ vờ mình là cô nhi, đang muốn xin một slot thực tập sinh mạo hiểm giả. Tuy vòng phỏng vấn với Jiru khá căng, nhưng bằng việc đã chuẩn bị kỹ, nên Rex đã thành công qua cửa và trở thành chuông, cấp bậc thấp hơn cả còi đỏ. Sau một thời gian khám phá tầng 5 Abyss, Hablock, tên thân mật là Habo, một mạo hiểm giả còi đen đã trở về. Trong buổi tập, bác Hablock đã đưa cho Rico chiếc còi trắng của mẹ cô bé, đấng hủy diệt Lisa, kèm theo đó là một phong thư. Nhưng đang trong quá trình kiểm tra, trong khi đang phân vân về chiếc còi, Rico được anh thầy Jiru bắt gặp. Do từ lúc sinh đã xa mẹ, nên Rico rất thắc mắc về bà, vốn là học trò của Lisa, nên Jiru rất hiểu về người phụ nữ này. Khi mới mang thai Rico, Lisa đã cùng đội khảo sát xuống tầng 4 để thực hiện sứ mệnh tìm ra di vật đặc cấp, chuông câm lặng. Trước lúc bắt đầu hành trình, bà ấy đã mong muốn có được một di vật đặc cấp đủ sức chống chịu sương gió ở Abyss. Giang hồ thường gọi nó là áo của shop chung cuối. Với kích cỡ đa dạng với nhiều chủ đề, từ movie cho đến game, từ anime cho đến meme, đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu. Chỉ vì deadline dí mà Lisa đã phải chấp nhận bỏ lỡ đại tiệc siêu sale của chung cuối. Nhưng anh em thân tín của The Reviewer thì không. Bởi vì từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 11, nếu anh em mua từ 2 áo sẽ nhận ngay một áo ngẫu nhiên. Quá hấp dẫn cho một con hàng sang mịn như này. Nhưng nhóm của Lisa đã không còn cơ hội để trải nghiệm nữa, bởi trong hành trình đó, họ đã tử nạn gần hết. Trong số đó có bố của Rico, một còi đen. Lisa đã hạ sinh Rico trong thời gian ấy. Để bảo vệ con khỏi lời nguyền Abyss, bà đã đặt con mình vào một hộp kháng nguyền, rồi cùng một đồng đội đưa nó lên trên. Dù là thế nhưng Rico vẫn bị ảnh hưởng. Hậu quả là cô bé phải đeo kính nếu muốn nhìn được. Nhờ câu chuyện đó mà Rico đã phấn chấn hơn, sẵn sàng nối gót mẹ vào một tương lai không xa. Vài ngày sau, Rico và Rex đã đến nhận thư. Đa số là những bức hình được Lisa phác họa về sinh vật huyền bí trốn dưới đáy Abyss. Nổi bật trong số đó là một bức y sĩ đúc Rex. Bên cạnh đó là một bức thư viết rằng: "Ta đang đợi con ở tầng đáy." Những ngày sau đó, Rex luôn suy nghĩ về tấm ghi chú về cậu, thắc mắc mãi cũng thấy mệt mỏi. Cu cậu quyết định sẽ đi kiểm chứng nên đã chấp nhận đồng hành cùng Rico. Trong hành trình xuống dưới đáy tìm mẹ, biết là khó cản được hai đứa cứng đầu, một cậu bạn đã tặng cho họ tấm bản đồ sơ lược về Abyss mà cậu đã thó được từ phòng viện trưởng. Những kiến thức trong đây đều dựa theo hành trình của rất nhiều mạo hiểm giả, vậy nên nếu có tầng thấp hơn nữa thì Rico và Rex sẽ phải tự đối phó. Tờ mờ sáng hôm sau, Rex và Rico lên đồ, sẵn sàng chinh phục Abyss để tránh đội canh phòng cổng xuống. Cả bọn đi đến cầu cảng ở khu ổ chuột, nơi những mạo hiểm giả phi pháp xây dựng. Sau khi gửi lời chào tới những người bạn, Rex ôm lấy Rico, rồi dùng thừng tay từ từ đi xuống. Hành trình khám phá của họ chính thức bắt đầu. Điểm đến đầu tiên là tầng 1.
bờ vực đáy. Sau khi chén xong bữa sáng, Rex đem phong bì mà cậu lục được trong hành trang của mình cho Rico xem. Trong phong bì là những bản sao tài liệu của Lisa. Cậu nghi ngờ chính Jiru đã lén cho vào, do trong đêm hôm trước, Rex đã bị Jiru bắt gặp trong lúc đang đi chào tạm biệt mọi người. Ngoài ra trong phong bì còn có lời âu yếm đi vào lòng người: tái bút, tụi bay không thoát được đâu, to be không tình yêu. Thấy tình hình như này là không ổn rồi, Rico bảo Rex nhấc đít di chuyển ngay. Cô cho rằng đây là thử thách cuối cùng mà anh thầy dành cho bọn họ. Một khi bị bắt là coi như hết cứu. Sau khi mém thành mồi của quái vật nhện, chúng đã đến được cổng xuống tầng 2, khu rừng cám dỗ. Trong lúc nghỉ chân, Rex bày tỏ đã từng nghi ngờ về chuyện thử thách cuối cùng của Jiru mà Rico nghĩ đến. Nhưng cậu đã nghĩ lại trong cuộc gặp hôm ấy. Anh thầy có nói rằng đêm mình vẫn đi tuần thì chắc chắn đã biết những gì mà họ bàn. Ấy thế mà Jiru lại không cản, thậm chí còn gửi tài liệu photo này kèm bức thư. Vậy nên chắc cô bạn đã đúng. Trong khi cả hai đang tán phét dở thì Rex phát hiện có một cái bóng di chuyển lẹ lắm. Tuy đã cố chạy trốn nhưng hắn vẫn bám kịp. Danh tính của chiếc bóng đó chính là bác Haplock. Sở dĩ ông bác đến đây trước là nhận ủy thác của tụi bạn của Rico đến hỗ trợ cho hai đứa đến đài quan sát ở tầng 2, sau là đến check con hàng Rex. Nghe đâu là di vật từ tầng đáy Abyss. Lòng tốt thì Rico xin nhận, nhưng xin phép từ chối. Cô bé vẫn cho rằng đây là thử thách cuối cùng của mình, vậy nên tự thân vận động vẫn hơn. Bác Haplock cũng tôn trọng mong muốn đó, nên trước khi trở về, ông tặng lại cho cả hai một loại vaccine ngừa bệnh ở tầng 2, một chút lương thực kèm theo lời khuyên cho chúng là hãy tránh xa đấng bất động Ozenza, một trong những còi trắng và cũng là đồng đội cũ của Lisa. Tạm biệt ông bác, hai đứa trẻ lại tiếp tục hành trình của mình. Một khi đã xuống tầng 2, chúng sẽ thoát khỏi đội truy tìm, nhưng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm thường trực và hiểm họa ban đầu sớm gõ cửa. Trong lúc đang tìm phương hướng, hai đứa trẻ nghe được tiếng cầu cứu của ai đó. Nhưng khi đến chỗ nguồn phát, trước mắt chúng chỉ là một con quái đang rỉa xác của một mạo hiểm giả xấu số. Rico lập tức ngăn Rex lại. Con quái kia là lệ tử thi, chúng chuyên giả tiếng nạn nhân để dụ thêm con mồi. Nhưng chưa kịp rời đi thì một con lệ tử thi khác đã lao đến bắt mất Rico. Tuy đã cố dùng thừng tay cứu bạn nhưng bắn phát nào là bị phá phát đấy. Đã thế cậu còn bị pressing cực căng, không thể thoát được. Tình huống còn tệ hơn khi Rico bị dính lời nguyền nên mất dần nhận thức và sắp bị làm mồi cho đám quái con. Trong khoảnh khắc căng cực ấy, tiếng nói của cơ thể đã tự kích hoạt cơ chế trong Rex. Sau khi cậu khóa mục tiêu, một luồng tiên năng lượng khổng lồ bắn ra, làm bay màu cả đám quái. Ngay lập tức, Rex lao đến tóm lấy Rico trước khi cô bé rơi xuống. Chứng kiến những gì mình gây ra, Rex càng thêm thắc mắc về chính mình. Sau khi tỉnh lại, Rico vốn đã mê nay còn mệt với đòn của Rex, nên mạnh dạn đặt cho nó cái tên là pháo hỏa táng. Nhưng Rex không coi đó là vui, vũ khí này quá nguy hiểm. Nghe cũng ghê nhưng mà Rico kệ, bởi vì cô bé tin rằng Rex rồi sẽ làm chủ được nó mà thôi. Vừa nghe xong lời của cô bạn thì Rex chợt quay cuồng rồi lịm đi. Sau thời gian luân phiên nhau xỉu, Rex lại cùng Rico lên đường băng rừng vượt núi. Vượt ngàn trắc trở, cuối cùng chúng cũng đã đến được khu rừng đảo lộn. Ẩn sâu trong đó là đài quan sát. Bình thường thì ở đây sẽ có thang máy vận chuyển, nhưng chờ mãi chả thấy ma nào hỗ trợ, nên Rex bèn dùng thừng tay để đi lên. Tuy nhiên khi tay chạm tới nơi thì cậu cảm được có ai đó đang nắm tay mình. Người đó không ai khác là đấng Ozen, còi trắng mà bác Haplock đã cảnh báo. Sau đó Ozen đã cho thả thang máy để đưa hai đứa trẻ lên đài. Trong phòng khách, Rico tận mắt được gặp ân nhân nên đã cúi mình cảm ơn các thứ. Nhìn Ozen thì đẹp nhưng mà nghiệp mỏ hơi nặng. Bà ta chia sẻ rằng ngày xưa trên đường đưa Rico lên trên, không biết bao lần đã định quẳng cô bé đi. Nếu khi xưa bà chấp nhận làm thế thì có khi bây giờ đã lấy được di vật đặc cấp rồi. Nhưng thôi, chuyện cũ bỏ qua. Ozen muốn biết lý do khiến cho hai còi đỏ muốn mò xuống đây. Rico liền show ra bức thư của mẹ gửi cho mình và nói rằng bà đang gọi cô xuống. Cô muốn đi để gặp lại mẹ, đồng thời giúp Rex lấy lại ký ức. Ozen không nói gì nhiều mà gọi cho Maruk, cô nhóc đệ tử của bà, đến nghe chuyện của hai đứa. Trước khi rời đi, Ozen giao cho Rico và Rex hai chiếc còi xanh để tránh phiền hà từ những mạo hiểm giả khác. Đổi lại, bà sẽ giữ còi trắng của Lisa. Tối hôm đó, trong khi tìm đường đi tiểu đêm, Rico phát hiện ra một con quái vật ở nhà kho cuối hành lang, sợ đến bay hết hồn phách. Cô bé chạy biến về phòng rồi chui vào nằm với Rex. Hậu quả là sáng hôm sau, cô bé giẫm đài trên cả chăn của cậu bạn. Tuy hơi bị quê nhưng có lý để báo chữa. Rico kể lại chuyện đêm qua gặp phải, nhưng hai đứa kia méo tin. Maruk khẳng định làm gì có chuyện quái vật gì đâu, trẻ con giẫm đài là chuyện bình thường, gươm làm gì phải đổ thừa thế. Trong lúc lũ nhóc đang nói chuyện thì Ozen xuất hiện rồi dẫn cả đám đến phòng của mình. Trên đường đi, bà kể cho chúng nghe về chuyện chính bà là người đã lấy chiếc còi trắng của Lisa cùng với bức thư kia tại ngôi mộ của Lisa tại cánh đồng hoa vĩnh cửu. Ozen còn muốn check lại xem Rico có muốn đi xuống nữa hay không. Hơi ngập ngừng nhưng cô bé vẫn muốn tiếp tục, phần vì muốn kiểm chứng lời của Ozen, phần nữa là vì Rex. Ngay khi đi đến phòng của đấng bất động, đập vào mắt lũ trẻ là một khối lập phương to đùng. Khỏi cần chúng thắc mắc lâu, Ozen liền sử dụng chiếc còi của mình để kích hoạt khối lập phương, khiến nó mở ra một kho chứa nhỏ bên trong. Đây chính là hộp chống nguyền. Người ta biết đến nó với chức năng ngăn lời nguyền,
nhưng thực tế công năng của nó còn ghê gớm hơn. Cụ thể là tái sinh vật chứa ở bên trong. Rico thực tế khi sinh ra đã ngừng thở, nhưng khi đưa cô bé vào trong hộp này thì dấu hiệu của sự sống đã quay trở lại. Con quái vật hôm qua mà Rico thấy chính là một sản phẩm của khối hộp này. Sau khi Ozen cho một miếng thịt vào, trước những lời nói độc địa liên tục hướng về Rico, Rex vội ngăn đấng bất động lại, nhưng khi cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu vội nhảy ra xa. Bầu không khí đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Ozen tuyên bố sẽ giải quyết Rex. Ngay lập tức, cậu bé robot dùng thừng tay trói buộc Ozen. Nhưng với một còi trắng thì cái này là muỗi. Bà ta thoát ra rồi tóm lấy chân Rex, giã cậu như giã gạo xuống nền. Thấy bạn bị đập, Rico vội đến can ngăn, để rồi văng ra xa sau một cú búng của Ozen, rơi vào đường cùng. Rex tính kích hoạt phá hỏa táng, nhưng chưa kịp bắn thì Ozen đã tiếp cận, hướng nòng bắn về phía Rico. Rex vội đá văng tay mình ngay trước khoảnh khắc tia sáng bắn ra. Tận dụng lúc Ozen còn đang trầm trồ, cậu liền dùng thừng tay khóa bà lại rồi lao đến tấn công. Lúc này Ozen lộ ra cánh tay chi chít di vật, aka cội nguồn sức mạnh của bà. Ozen lên giáp, sẵn sàng chơi phun lực với Rex. Cái kết cho rank đồng va với hạng cao thủ là một trận thua thảm đến tàn tạ. Sau khi tỉnh lại, trước mắt Rex là Ozen và đội của bà ấy. Họ được Maruk gọi đến để hỗ trợ. Còn Rico lao đến ôm chầm lấy cậu, với nước mắt nước mũi tử lưa. Mục đích cho những hành động thô bạo của Ozen là để test khả năng của Rico. Còn riêng Rex thì là vì bà thích bà làm thôi. Theo những đánh giá bước đầu, Ozen cho rằng với năng lực của cả hai, không sớm thì muộn cũng hẹn. Vậy nên bà sẽ dạy dỗ lại hai đứa trước khi rời đi. Ozen cho Rico thêm một tin nữa. Ngôi mộ mà bà tìm ra được thực tế chẳng có thi thể nào bên trong cả. Vậy nên Lisa sinh tử ra sao vẫn còn chưa rõ. Ngày hôm sau, Ozen đưa hai đứa nhóc đến một khu rừng tối tăm, rồi yêu cầu chúng phải tự sinh tồn trong 10 ngày. Nếu cả hai bước đến cây cột phía xa thì sẽ coi như là bỏ cuộc. Đặc biệt Rex không được dùng pháo hỏa táng, bởi sau 10 phút sử dụng cậu sẽ lịm đi trong 2 tiếng. Thời gian ấy là đủ để cho cả Rico lẫn cậu thành chất thải cho quái vật rồi. Nói xong bà rời đi, để lại đứa trẻ bắt đầu khóa huấn luyện. Qua 3 ngày quan sát hai đứa, tổ đội của Ozen đã có những đánh giá ban đầu. Rico thì não tốt nhưng thể chất kém, còn Rex thì thể chất ngon nhưng não bị ì, dễ hoảng lại thiếu quyết đoán. Đến ngày thứ 5, hai đứa trẻ đã có những sự cải thiện khi biết hợp tác ăn ý, để lên kế hoạch đi săn kiếm thức ăn dự trữ. Sau 10 ngày nhọc nhằn, cuối cùng tụi nhỏ cũng đã hoàn thành thử thách. Trong bữa ăn hôm ấy, hai đứa trẻ được Ozen dạy dỗ thêm về các tầng tiếp theo, như ý thức về thời gian sẽ bị rối loạn, đặc biệt từ tầng 5 đổ xuống, hơn cả là phải dè chừng trước các cò trắng, nhất là đấng bình minh Bondru. Gã là một kẻ bệnh hoạn kinh tởm. Sau khi cơm no nước ngọt say rồi, Ozen bàn giao cho Rico cây lưỡi hái bất diệt, món vũ khí chứ danh của Lisa, thứ mà bà ta đã tìm thấy tại ngôi mộ ở tầng 4, để góp vào hành trang cho lũ trẻ. Ozen đã tiết lộ những bí mật vùng kín của các thế hệ còi trắng, như cách vượt qua tầng 3, cách tiếng còi trắng kích hoạt một số di vật, hay những vòng tròn bí ẩn ở tầng 7 mà chỉ duy nhất một còi trắng thấy được. Trong lúc hai đứa trẻ chào tạm biệt mọi người, thì Ozen chỉ lẳng lặng quan sát từ trên cao và nhớ lại cô học trò nhỏ Lisa của mình. Chính mẹ của Rico đã nhờ bà tiết lộ cách con gái đã được sinh ra, đồng thời hướng dẫn chúng cách để tồn tại dưới Abyss. Sau một hồi rời khỏi khu rừng lộn ngược, hai đứa trẻ đã đến được cổng vào tầng 3, khe nứt lớn. Nhờ thông tin mà Ozen cung cấp, Rex và Rico đã tìm ra lối tắt đi xuống, nhưng mới chỉ nửa đường thì lối đó đã kịch. Giờ mà mò ra ngoài là hai đứa sẽ thành mồi thơm cho đám quái vật ngay. Ngó nghiêng một lúc, chúng đã tìm ra một cái hang gần đó. Tận dụng đám quái lít nhít làm mồi nhử, hai đứa liền nhanh chóng đu sang. Trong quá trình mò theo đường đó, chúng đã tìm ra xác của một chiếc thuyền cổ, tưởng là lút được thêm răm di vật có ích. Ai ngờ đây lại là hang của một con Madoka rách. Tuy hơi phân vân về lời Ozen nói trước đây, nhưng do tình huống quá gấp, buộc Rex phải dùng hỏa táng pháo tiêu diệt. Vận đen mới qua thì vận xui đã tới. Đòn tấn công của Rex lại Innova với một con huyết diều, khiến nó lao đến tấn công bọn họ. Tuy có chút chật vật nhưng bằng hào quang nhân vật chính, cả hai đã thành công cắt được đuôi con quái. Trước lúc tắt nguồn, Rex đã yêu cầu Rico ở yên cho đến khi cậu tỉnh, nhưng cái bụng của cô bé hư quá, cứ réo liên tục làm khổ chủ phải đi lấp đầy. Tận dụng thừng tay của Rex, Rico kéo lê cậu bạn đi theo tiếng gọi của mùi hương thức ăn. Nào ngờ đó lại chính là một cái bẫy của con hành ăn thịt. Hên là con quái này giáp yếu, nên Rico không khó để đục từ trong thoát ra. Mỗi tội chất dịch của nó lại là đồ ăn mà đám lít nhít này cuồng. Thêm lần nữa Rico bị dí. Tuy nhiên lần này trời Phật đã độ khi cho Rico tìm ra lối thoát. Nhưng để đến được đó thì cần đi lên mới cay, không còn lựa chọn nào khác. Khi lũ lít nhít đang kéo đến, Rico đành cố sức mà tiến bước thôi. Trong quá trình đó, cô bé đã được tận hưởng lời nguyền Abyss. Ban đầu thì chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Tiếp đó là thấy ảo ảnh bạn bè xung quanh. Đỉnh cao là khi cô bé rơi vào ảo mộng khi trở thành idol dưới trẻ mới lúc trở về. Nhưng do không thấy Rex về cùng mình nên cô bé đã tỉnh mộng mà hoàn thành chặng đường lên đến cửa ra, niềm vui lớn chẳng tày gang. Con huyết diều lại mò đến đó. Rex giờ đây đã tỉnh, cậu liền lao đến húc nó dính tường, rồi sử dụng cây lưỡi liềm bất diệt lụm một hít thẳng vào đầu con quái, tạo điều kiện cho nó đi đầu thai sớm. Sau cuộc chiến với đẩy dãy quái vật, hai đứa nhỏ đã đến được cổng vào tầng mới, chén của người khổng lồ. Trong lúc nghỉ ngơi ở tầng 4, Rex phát hiện có cái gì đó đang theo dõi bọn họ. Để đảm bảo an toàn,
Cặp đôi xách mông lên tiếp tục di chuyển, nhưng sau một hồi lê bước, chúng lại chạm mặt một mối nguy khác. Rico nhận ra đó chính là xích thủ, một quái vật có lớp gai cực độc, có thể đâm lủng cả sắt thép trước địch mạnh. 36 kế chuồn là thượng sách. Dù thế nhưng Rex vẫn bị con quái tấn công, thân còn nguyên nhưng ba lô thì rách, cây lưỡi hái cũng theo đó mà rơi ra. Những sinh vật tầng sâu có trực giác siêu tốt, con xích thủ cảm được độ nguy hiểm từ món vũ khí nên đã chủ động đá nó ra xa, rồi kích hoạt cơ chế tấn công, lao thẳng đến vị trí hai đứa trẻ. Rex dùng di vật dù vẩy để đỡ, tuy cậu đã bảo vệ thân mình nhưng Rico thì không, gai đã đâm vào bàn tay cô bé. Tuy Rex đã rất cố gắng xử lý vết thương nhưng tình hình Rico vẫn quá đáng lo. Kẻ thù thì đang trực chờ, pháo hỏa táng không thể dùng vì tác dụng phụ. Bất quá đành liều, Rex đành dùng hạ sách là leo lên trên, bất chấp việc Rico đã bị nguyền. Một hồi sau, chất độc bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến Rico, mắt cô bé đuối dần, các bộ phận bắt đầu xuất huyết, bàn tay thì phình to vì độc tố lan ra. Mạng sống của cô bé như mảnh treo chuông, tuy đã rất yếu, nhưng Rico vẫn cố sức để chỉ dẫn cho cậu bạn cắt đứt cánh tay bị nhiễm độc của mình. Cảm giác hối hận dâng trào, Rex tự trách cái tính thiếu quyết đoán của mình, nếu không thì có lẽ mọi thứ đã khác. Tuy nhiên chưa kịp hoàn tất xử lý, Rico đã ngừng thở, quá đau lòng, Rex ôm chầm lấy cô bạn mà khóc lóc vô cùng thảm thương. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người thú, bảo Rex hay làm lố quá, cô bạn đã ngỏm đâu mà khóc thấy ghê. Trước mắt nó khuyên Rex nên làm công tác hô hấp để lấy lại nhịp thở cho Rico. Tuy da rẻ đã bớt tím nhưng cơn nguy kịch vẫn chưa qua. Vậy nên người thú ngỏ ý dẫn hai đứa trẻ về nhà để tiện cho việc cấp cứu. Nhận thấy lối đến nhà người thú đi lên, Rex có phần lo ngại về lời nguyền Abyss. Đây là khu vực vô nguyền nên là vô tư mà đến không phải xoán. Tên của nó là Nanachi, một cá nhân biến dị. Sau khi xử lý lại vết thương trên tay Rico, Nanachi mới tiết lộ mình đã theo dõi họ từ trước. Việc cứu giúp này xuất phát từ sự thương hại mà thôi. Ở cùng Nanachi còn có một biến dị khác, tên cô ấy là Mitty. Khác với dạng người thú của Nanachi, Mitty biến thành một quái vật vô tri và mất hoàn toàn tính người. Họ đều là những sản phẩm thí nghiệm. Khi con người trở về từ tầng 6, họ đã hết hy vọng trở lại làm người rồi. Trở lại với công cuộc cứu Rico, Nanachi đưa cho Rex danh sách những thứ cần tìm, kèm theo deadline 12 tiếng trước khi Rico chút hơi thở cuối. Như lắp mô tờ ở đít, Rex nhanh chóng kiếm đủ mớ đồ về. Trong số chúng, thứ duy nhất cần cho Rico chỉ là đám nấm cộng sinh nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể của cô bé. Số còn lại làm thức ăn cho bữa tối. Trong lúc đi giặt đồ cho Rico, Rex có đi qua cánh đồng hoa vĩnh cửu. Chợt một dòng ký ức ngang qua trong đầu cậu. Chính Rex là người đã đặt cây lưỡi hái bất diệt lên ngôi mộ được cho là của Lydia. Đang thả hồn theo dòng hồi tưởng thì Rex bị kéo về bởi Nanachi. Sự thắc mắc về quá khứ của Rex càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà tạm gác lại đã. Giờ Rico mới là quan trọng. Nhắc đến cô bé ở lúc này thì đang được Mitty nhỏ dãi tèm lem lên mặt. Cứ tưởng cô ả có ý đồ xấu, Rex toàn ngăn cản. Thì Nanachi kêu là cứ thong thả, chính Mitty cũng là tác nhân giúp giải độc nên không cần phải quá lo lắng. Thay vào đó, Rex nên lo cho cái dạ của mình thì hơn. Với kỹ năng nấu nướng của mình, Nanachi đã khiến cho Rex trải nghiệm cảm giác của người không làm mà đòi có ăn. Vì từ bé đến lớn người thú chưa từng được ăn ngon nên cũng chẳng biết vị ngon là như nào. Thôi thì có gì ăn đấy, thà là ma no còn hơn là ma đói. Tối hôm đó, Rex hỏi Nanachi về việc làm thế nào để cảm nhận được lời nguyền Abyss. Nếu cậu thành tâm muốn biết thì Nanachi tuy có chút ngại nhưng vẫn sẽ trả lời. Để cụ thể hóa cho cậu dễ hiểu thì Nanachi lấy một tấm vải sương mù làm ví dụ cho lời nguyền, rồi bảo Rex chui vào. Về cơ bản thì lời nguyền Abyss giống như những lớp vải này vậy, cứ lớp này chồng lên lớp khác, bao phủ lên tất cả. Nếu cố gắng trồi lên khỏi các lớp đó, nó sẽ có tác động mạnh mẽ lên cơ thể, đặc biệt là các bộ phận thiết yếu. Nguồn gốc của những lớp bồng bềnh này là trường lực bí ẩn, thứ đem ánh sáng xuống Abyss, đồng thời ngăn phía dưới quan sát nó. Nhà của Nanachi ở xa trục nên không bị trường lực ảnh hưởng. Những sinh vật ở đây đều có khả năng đọc trường lực, chăm nghe không bằng một thấy. Nanachi muốn Rex solo với con xích thú dạo nọ dưới sự chỉ dẫn của nó qua bộ phát âm gắn trên mũ. Trong lúc tìm tung tích con quái, Rex nghe được một tiếng còi. Đến kiểm tra thì cậu mới phát hiện một còi đen đang đối mặt với con xích thú nọ. Đối đã có, Nanachi liền lệnh cho Rex nhìn lên thật lực vào. Hành động tưởng như vô tri đó lại tạo ra một luồng khí hướng lên, khiến cho con quái đâm hoảng. Nanachi lệnh cho Rex nhảy sang phải. Bất ngờ cậu lại tóm được bộ phận cảm nhận trường lực của con quái. Sau một hồi vật lộn với nó, Rex tung pháo hỏa táng, tiễn vong con quái về miền cơ cực, trở về gặp Nanachi. Rex rối rít cảm ơn vì đã dạy bảo, nhưng người thú chỉ muốn được nhờ cậu một việc, đó là hãy ban cho Mitty một cái chết thực sự, ngược dòng quá khứ. Trở lại cái thời Nanachi còn là con người, khứa này vốn là một nhóc tì làm nghề bới rác. Số phận của Nanachi đã thay đổi khi được đấng bình minh Bonru tuyển dụng cùng bao đứa trẻ khác làm thực tập sinh ngành mạo hiểm giả. Tại đây Nanachi đã gặp Mitty, một cô gái năng động đầy vui vẻ.
họ nhanh chóng làm thân và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của nhau. Đến một ngày khi Bonru đưa Mitty đi, Nanachi đã vô cùng lo lắng mà lần theo để rồi biết được bí mật đằng sau tất cả. Nanachi vội đi tìm và cứu Mitty, để rồi khi tìm ra thì chính nhóc cũng bị lôi vào làm vật thí nghiệm kép. Mục đích của Bonru là test lời nguyền tác động ở tầng 6 lên con người khi đi lên, và toàn bộ lời nguyền sẽ chuyển hết sang bên Mitty. Hậu quả của quá trình đó là Nanachi trở thành người thú, còn cô bạn lại biến thành một con quái vật vô tri. Kể từ đó, Nanachi trở thành một cánh tay thân tín giúp đỡ Bonru trong các cuộc thí nghiệm. Còn Mitty giờ đã có năng lực hồi sinh nên thường xuyên bị Bonru tra tấn dã man, chứng kiến bạn mình sống không bằng chết. Nanachi quyết định đưa Mitty bỏ trốn. Thời gian sau đó, dù đã dùng đủ mọi cách nhưng Nanachi vẫn chẳng thể giúp bạn mình được siêu thoát khỏi cuộc đời này. Cho đến khi biết đến một di vật mang tên ánh sáng trở về cội nguồn, nó sẽ xóa bỏ mọi thứ trên đường đi và tạo ra một không khí bùng cháy. Mắt của Mitty từng bị trúng và rồi không thể hồi phục. Hỏa táng pháo có nhiều sự tương đồng nên Nanachi hy vọng Rex sẽ giúp mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Rex đã chấp nhận lời thỉnh cầu đó, nhưng bù lại Nanachi phải hứa rằng bản thân phải tiếp tục sống. Ngày chia tay người bạn thân đã đến, Nanachi xếp toàn bộ đồ chơi xung quanh Mitty. Ban đầu thì cố tỏ ra là mình ổn, để rồi sau đó Rex lên nằm sẵn sàng thì Nanachi đã không thể kìm nén mà ôm chầm lấy Mitty khóc lớn. Dù trong thâm tâm vẫn còn rất day dứt, nhưng chính Nanachi cũng hiểu rằng đây là cách duy nhất để bạn mình có được bình yên. Rex cũng ngậm ngùi mà ra tay tiễn người bạn mới quen này một đoạn, và sau đó là tiếng khóc xé lòng của Nanachi hồi tỉnh vì hậu quả của hỏa táng pháo. Rex thấy Rico đã bình phục, cậu mừng muốn rớt nước mắt, phần vì bạn mình đã trở về, phần nữa là vì đã được ăn thực sự. Đây cũng là lần đầu Nanachi được phê pha trong lần đầu trải nghiệm món ăn ngon. Bầu không khí chợt trùng xuống khi Rico hỏi về một người khác trong lúc hôn mê. Cô bé được một người nào đó chở che, giúp bản thân cảm thấy an toàn để rồi trở về với mọi người như bây giờ. Sau khi Nanachi rời đi, Rex đã kể lại cho Rico nghe về mọi chuyện. Trải qua quá trình hồi phục chuyên sâu, Rico đã hoàn toàn bình phục. Cô bé còn ngỏ ý mời Nanachi gia nhập cùng. Thôi không từ chối, bé thỏ đồng ý luôn. Cả bọn gửi thư cho mặt đất bằng khinh khí cầu mini. Trải qua trùng trùng khó khăn, cuối cùng nó cũng đến tay những người bạn. Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, tổ đội ba người tiếp tục hành trình chinh phục Abyss, mà không hay biết rằng ở dưới đó, Đấng Bình Minh đã biết được chuyện của Mitty và hắn đang chờ được gặp lại Nanachi. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong phần 2. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.